小心！腾腾风嘎，云哥，云哥。灵儿，灵儿，太子殿下không sao chứ？殿下没事。殿下không sao？我这就带你去看太医。你一定不能有事，你要撑住。太子殿下，你没事吧？其实，từ chân, nếu như bổn cung nhớ không nhầm, bổn cung没记错的话，đây là cung nữ trong cung của nàng.臣妾查，臣妾宫中混入刺客，臣妾该死。你是谁派来的？为何要刺杀本宫？斗贼慕云，道行逆施，天下人得而诛之。带出去！本宫要好好审问。Nàng tỉnh rồi. Nàng có cảm thấy chỗ nào không khỏe không? Ta đi gọi thái y cho nàng. Không cần đâu, ta không sao. Chỉ là cả người không có sức. Ngươi đi ngủ chút đi. Nàng ngủ thêm chút đi. Ta đi tìm chuẩn bị một chút đồ ăn cho nàng. Cảm ơn. Ta đã nói với nàng rồi. Đừng liều mạng để trả thù. Tại sao lại phải để bản thân biến thành như vậy? Lẽ nào nàng vẫn? Ta chỉ là đang diễn thôi.Mộ Vân Tề không ngốc, không thể nào không nhìn ra tên thích khách đó từ đâu đến. Chuyện này cuối cùng cũng sẽ tra ra liên quan đến Từ Chân. Đây là cơ hội hoàn hảo để phá vỡ quan hệ của hai người họ. Những chuyện sau này cũng thuận lợi hơn rất nhiều. Kế hoạch này cũng không nói rằng tôi mất nàng. Tôi biết nàng đã quen với việc đứng trước đao kiếm khi chiến đấu. Nhưng thời khắc bị ý sĩ, nếu như bạn tự mình mình bảo vệ bản thân cũng không thể bảo vệ bảo ta làm sao yên tâm được. Xin lỗi, gây rắc rối cho ngươi rồi. Kể từ lúc ngươi cứu ta, ta vẫn luôn gây rắc rối cho ngươi. Từ khi ta quen biết nàng, là nàng đã bắt đầu gây phiền phức cho ta rồi. Gì cơ?你知不知道？为了不让我娘发现，我费了多大的劲？không? Ta cũng đâu có biết nương nương lại phát hiện sớm như vậy. Sớm biết đã không cá cược với ngươi rồi. Vậy đợi nàng thắng cược rồi, cho ta được không? Tự lý, ai mà gả cho ngươi? Này, nàng không được chơi xấu nhá. Thái tử điện hạ đến.九弟照顾灵儿一整晚了吧？灵儿的事情还是不劳太子殿下挂心。灵儿的事情还是不劳太子殿下挂心。现在灵儿需要静养。太子殿下若是有什么想要说的，只管告诉臣弟就好。昨晚是本宫不好，本宫担心灵儿在宫内乱走，被侍卫责难。没想到她替本宫挡了一刀。本宫来看看也是应该的吧？何必那么小气？王爷，让太子殿下进来吧。臣女有伤在身，不便起身行礼，望太子殿下见谅。无妨无妨，你为本宫挨了刀子，以后若是有任何难处，只管来找我。哦，对了，这个你拿着。
Cái này không được điện hạ, cái này quá quý trọng rồi. Cầm lấy sau khi có nó. Cô ra vào sẽ dễ dàng hơn. Sau này đến thăm ta nhiều hơn, ta thực sự muốn gặp cô. À đúng rồi. Ta đến cho cô một chút đồ bổ. Cô nhất định phải nghỉ ngơi thật tốt một chút. Biết chưa? Cảm ơn Thái tử điện hạ. Còn tên thích khách thì sao? Tìm ra kẻ chủ mưu hay chưa? Sau này Thái tử điện hạ cần phải cẩn thận hơn. Vị trí của Thái tử là nền tảng của đất nước. Điện hạ nhất định không được có chuyện gì. Bổn cung không sao. Việc này là do Thái tử phi không tốt. Phạm lỗi sai dụ quân phản loạn vào cung. Ta đã phạt nàng ấy tự kiểm điểm 3 tháng. Cô yên tâm, bổn cung sẽ không khiến cô bị thương vô ích. Cảm ơn điện hạ. Nàng có biết không? Lần này Nhật Châu đại hạn, chủ địa trận tại Chu Diên Phong Thổ. Ta thấy cha nàng nên làm dụng kế nhiều hơn. Chúng ta cũng không cần ở Đông Cung này nữa. Mau chóng thu dọn đồ đạc, quân trận cút đi. Tuy rằng gia phụ chỉ là một thừa tướng hèn mọn, nhưng vẫn có tiếng nói trên triều. Vậy Thái tử điện hạ nên giữ chặt gia phụ chứ? Chàng xem không có sự trợ giúp của gia phụ. Mộ Phương Lan ra mặt trước mắt hoàng thượng. Điện hạ, chỉ có thần thiếp luôn suy nghĩ cho chàng, suy nghĩ cho ta. Nàng vì ta mà gây ra nhiều rắc rối như vậy. Bổn cung trừng phạt nàng rất nhẹ nhàng. Nếu như thực sự nàng suy nghĩ cho ta, nàng nên đi chinh chiến Đông Nam Chi. Mộ Phương Tề ta không phải Lăng Vân Ca. Nếu chàng muốn tìm ai đó thay thế ta, ta nói cho chàng biết, ta từ chân đây cũng không phải ngốc từ chân. Đừng nghĩ rằng ta không biết nàng đã làm chuyện gì sau lưng ta. Ta nói cho nàng biết, nếu nàng dám chạm vào Hứa Linh Nhi lần nào nữa, ta sẽ không tha cho nàng đâu. Toàn bộ Linh Nhi Lăng Vân Ca là chàng. Bây giờ lại ở đây giả bộ là một chút nhân công tử. Ai cho các người vào đây? Là cựu đệ và Linh Nhi sao? Tại sao hai người lại đến đây? Cũng không thông báo một tiếng. Có vẻ như bổn cung có chút lơ là. Nghe đồn này vết thương vẫn chưa lành hẳn, đi ra ngoài đi dạo. Muốn kéo theo Thái tử điện hạ và Nhung Nhung cùng đi. Ta không thể thuyết phục nàng ấy, chỉ có thể dẫn nàng ấy đến đây. Không ngờ lại đến không đúng lúc. Nhưng Linh Nhi lại muốn đi vào. Thưa điện hạ, vừa rồi từ ngoài cửa đã nghe thấy tiếng cãi nhau của người, thần nữ muốn đứng ra hòa giải. Điện hạ người vừa dịu dàng lại thanh lịch, nương nương hiền lương thục đức, lang tâm huệ chất, hai người tôn trọng lẫn nhau, được lưu truyền khắp Bắc Thần, khiến người khác ghen tị. Nhưng vì chút chuyện nhỏ mà làm mất hòa khí phu thê. Thần nữ đây chỉ nói những lời gia trưởng phàn nàn thôi, điện hạ và nương nương đừng ngạc nhiên. Thật là ngưỡng mộ cửu đều có một thê tử thú tình đạt lý như vậy. Nếu như Linh Nhi đã nói như vậy, vậy cứ như vậy đi. Chân Nhi nàng nói xem. Mùi mùi nói đúng. Nếu như đã người nhà, nên hòa thuận vui vẻ mới đúng. Nghe cựu đệ nói Linh Nhi muốn ra ngoài đi dạo. Đúng vậy, ta ở trong phòng đã quá lâu rồi. Trước đó chàng ấy đi cứu trợ, không có ai đi cùng ta. Chúng ta đi đi, đã lâu lắm rồi không cùng chàng đi dạo rồi. Việc này Linh Nhi muốn đi thì đi thôi. Sao vậy? Cựu đệ không cho ta mặt mũi sao? Không dám không dám. Có điều sau khi quay về nàng phải dưỡng thương cho thật tốt. Vậy chàng phải hứa với ta mỗi ngày đều phải đến thăm ta. Được. Đúng rồi, điện hạ kêu nương nương đi cùng nhé. Không phải chuyện lần trước cũng là lỗi của nương nương sao? Được thôi. Hoàng huynh,
听说九弟这次赈灾一事办得很好，父皇很是开心呀。其实这次赈灾仪式能够如此顺利，离不开林二进行献策。要不是他的一些古灵精怪的想法，有些问题我都不知道怎么解决。九弟这次提出的以工代赈的想法，我前所未闻，反其道而行之，趁工价低贱时大兴土木，以劳政量，既解决了灾民的温饱问题，不会让其流离失所，又完成了越州的土木之事。这些都是林儿想出来的。林汉người nghe chàng ấy nói lung tung, thần nữ đâu có lợi hại như vậy, thần nữ chỉ nghĩ rằng trong lúc nguy cấp thay vì cứu người, tốt hơn hết là dạy mọi người tự cứu mình. 你们的婚事筹备的怎么样了？差不多了，过两天父皇说会给我们定下婚期。这样，前几日灵儿不在京城，可曾听说过一件事情？我这九弟啊，风流倜傥，英俊潇洒，可惜呀、有个克妻的臭名，好多女子都不敢嫁呀。由此可见，灵儿可真是个女中豪杰呀！啊！我听他说了，他说是因为心中所爱之人，所以才特地恰巧接近了你，是不是这样吗？若是成亲之后我没死，是不是就意味着我就是那个心爱之人呢？看来灵儿对九弟是用情至深的，真是羡煞为兄啊！殿下说笑。朕看下一个中秋是良辰吉日，我看就那一天把婚礼给办了吧。父皇放心，儿臣定将此事办得妥妥当当。臣女叩谢圣上赐婚之恩。起来吧，灵儿是左臣之女，也算是官宦出身。兰儿啊，以后你可要好好收拾你那坏性子，不要让灵儿受委屈啊！啊，父皇，儿臣疼得还来不及呢，怎舍得让她受委屈？皇上，臣有奏。陛下，微臣今日在太庙中占卜，算得我北辰将有刀兵之乱呐。太卜大人，如今我北辰边境与江国时有刀兵对峙，这没什么大惊小怪，极品正常。九王爷此言差矣，若非如此，微臣又何必这么紧张呢？可这卦象明明显示，这刀兵之乱不在边疆，就在这宫中，而且是以女子所致啊。区区女人何能引起兵乱？你这未免也太危言耸听了。王爷，您可曾记得高宗皇帝在位时一度国泰民安？但是太卜向他预警的时候，他同样不放心，结果造身于韦后的宫中兵乱。同样的预警不可以再掉以轻心啊，王爷。那敢问太保，你说这个女子难道也在朕的宫中？当然不是。女妖压化这đất nước này chính là Hứa Linh Nhi。许灵儿，太保，没有证据，可不能随便冤枉。敢问许姑娘，可是正月二十三酉时生人？是。陛下，这正遇那韦后同一天的生辰，五行春阳，喜明争暗斗，地质伤官，喜弄权术。况且有传闻，这许姑娘乃是无忧道长测算的天命之女，这正是八字刚硬的铁证啊！陛下，臣听太伯这么说才想起来，太子殿下曾颁给Hứa Linh Nhi金牌ra vào cung điện。近来，对每件事都和他有关，不知这是否也正合了太保大人的预测？是朕，
吴云奇，那金牌是怎么回事？启奏圣上，这后宫妖女许灵儿定是将太子殿下给蛊惑了。你微臣之见，倒不如在下月中秋之日将这祸国妖女引火祭天，方能平息祸乱呢。父皇，父皇，事关不欲，就这么办吧。然而天下美女这么多，何必非得选这么一个祸国妖女呢？王爷，属下查到了，如何？我先喝口水。喝口水。我再喝口。喝口水。喝口水。快点，再磨几本王赏你板子。别别别，王爷，属下查明了，这太傅啊，原就是右丞相老家一个算命的，后来受了右丞相一点恩惠，所以才调去了太庙，后来一步步靠着心巧劲才到了太傅这个位置。这么说，thái bốc này với hưởng thừa tướng và thái tử phi có quan hệ mật thiết đúng không? Đúng, thuộc hạ còn điều tra ra vài ngày trước, thái bốc này đã kiếm được rất nhiều ngân tử từ việc tu sửa thái miếu. Ngân tử là do hưởng thừa tướng phân bổ, thuộc hạ còn điều tra kim ngạch này. Đừng nói tu sửa thái miếu, tu sửa 10 viện cũng đủ. Được bổn vương biết rồi. Vương gia thứ lỗi cho thần nói thêm một câu.Chỉ cần dựa vào những điều này có thể chứng minh Thái tử Phi đã mua chuộc Thái Bốc, đổ oan cho Vân tướng quân. Nhưng mà thuộc hạ điều tra rồi, mọi việc Thái miếu này làm đều có minh chứng, mà còn rất thông minh. Chỉ dựa vào những điều này vẫn không thể cứu Vân tướng quân ra ngoài. Hơn nữa, từ lần trước cướp Thiên Lao, có rất nhiều người ở trong đó, bệ hạ cũng ban sắc lệnh cấm thăm nom. Vậy nên lần hành động này sợ là có chút khó khăn. Nếu như Thiên Lao không thể hành động,vậy thì chúng ta chỉ có thể hành động tại lễ tế thôi. Nhưng mà dạo này trở trời rồi đúng không? Đúng ạ. Lại là ngày như vậy, có chút khó chịu. Sắp xếp người ta muốn đi thăm nàng ấy. Tuân mệnh. Sao chàng lại đến đây? Lúc này không phải là nên ở trong cung sao? Tết Trung Thu trước đó, không phải là nàng thích món này do mẫu phi làm sao? Ta đem đến đây cho nàng một chút. Ta xin lỗi, là ta không bảo vệ tốt nàng. Không sao, có lẽ vận mệnh của ta có duyên với Thiên Lao này. Nếu như đêm nay không ở trong lao, chúng ta có thể thả Khổng Minh Đăng rồi. Chúc phúc cho thúc thúc bá bá của Lăng gia. Vậy nhờ chàng rồi, thuận tiện thả một chiếc cho ta nữa. Vâng ca, nàng đừng như vậy. Nhi bế chế, tôi nhất định sẽ nghĩ cách cứu nàng ra ngoài. Đừng lại cướp cuộc nữa. Chàng cũng là hoàng tử, không có Hứa Linh Nhi ta, chàng vẫn còn có người khác. Ta sẽ không làm lỡ việc tranh giành thiên hạ của chàng. Lẽ nào ta trong lòng nàng là người vô tâm và bất công như vậy sao? Vâng ca, lẽ nào nàng không nhìn ra tâm ý của ta với nàng sao? Nếu không vì nàng, 我不会将太子之位拱手让给穆云奇。hơn nữa sẽ không rời xa kinh thành trong suốt thời gian qua. Nàng có biết không?
当我得知他那样对你的时候，我有多心痛。我恨不得将他千刀万剐，恨不得替你在牢里受尽折磨。是，我是想要这个天下，但我和那个人渣不同。我争这个天下，是为了给你一个可以安身的家。如果没有你，这天下算个什么东西？这天下算个什么东西？vòng tay này là mẹ để lại cho ta. Lúc nhỏ ta hay uống rượu giả làm nương tử của chàng. Ta thực sự rất vui là ta có lỗi với chàng. Nếu như có kiếp sau hai ta, hãy làm một cặp phu thê thực sự. Không cần kiếp sau. Kiếp này cũng có thể. Đừng nói những lời ngốc nghếch nữa. Chàng không thể đảo ngược được lời tiên đoán đâu. Đã như vậy thì càng dễ dàng. Bánh này nàng từ từ thưởng thức. Điện hạ có đau lòng không? Là nàng là đúng không? Ta thực sự có cách nhìn khác về nàng. Điện hạ lẽ nào chàng không nên cảm tạ thần thiết sao? Nếu như không có được, vậy thì hủy đi. Chỉ có thần thiếp là người quan tâm chàng nhất. Cũng tốt cô ta chết rồi. Chúng ta cũng sẽ được giải thoát. Thời gian đã đến lúc nữa. Điện hạ, Linh Nhi, có chuyện gì vậy? Khởi tấu thánh thượng, yêu nữ này đã chết rồi. Phụ hoàng Nhi thần có chuyện muốn nói. Mấy tiếng sống vừa rồi, chắc chắn có gì đó mơ đây trời đẹp. 可偏偏在要处死莲儿点火之时，响起了几声雷鸣。这定是上天在警示我们莲儿之事有冤情。九王爷说笑，太古之职乃是通晓天意。这活国妖女就是许灵儿。方才的雷鸣正是上天在镇压妖气，要不然怎么一阵雷鸣他就死了呢？九弟。Chuyện đã như vậy rồi chúng ta cũng rất buồn. Nhưng vì giang sơn xã tắc, xin gửi lời chia buồn sâu sắc. Cô Linh Nhi là ma. Linh Nhi đã gặp bệ hạ. Cô sao cô lại sống lại rồi? Tiếng sấm vừa rồi đưa linh hồn thần nữ lên thiên thượng. Thiên thượng có lời muốn chuyển đến người. Cô gặp thiên thượng rồi sao? Ngài ấy truyền đến ta điều gì? Bẩm bệ hạ, thiên thượng nói thần nữ là thiên mệnh chi nữ, cần để tạo phúc cho xã tắc, không thể ở lại với các vị thần. Ngài ấy cần có một người có tu vị cao, thông thiên ý đích để phục vụ. Là ai vậy? Hắn. Người nói năng lung tung. Nếu như thần nữ đang nói lung tung, sớm đã chết từ lâu rồi. Làm sao bây giờ có thể xuất hiện trước M.A. bệ hạ chứ? Phụ hoàng, vừa rồi thái bốc nói hắn thông hiểu thiên ý. Vậy tốt nhất là để hắn đi phục vụ thần linh. Các người, nếu như thiên thượng đã nói vậy, vậy trẫm chỉ có thể thuận theo thiên đế. Hy vọng thái bốc có thể nói vài lời tử tế trước mặt các vị thần. Hoàng thượng,
Linh Nhi, Thái tử Điện Hạ sao người lại đến đây? Linh Nhi, cô có biết là ngay hôm đó ta đau khổ, ta hận là không thể tranh biện với Phụ Hoàng, khiến cô chịu nhiều khổ cực như vậy. Người đã quá lời, chuyện đã qua rồi, thần nữ không sao. Điện Hạ người đến đây, đương đương sẽ không nghĩ gì sao? Không muốn cô ấy nghĩ rằng chuyện xảy ra trong cung đều liên quan đến ta. Như vậy là sao? Ta không hiểu. Cô so với Thái tử Phi hiểu chuyện hơn nhiều. Ta còn có việc, ta đi trước đây, cô nghỉ ngơi tốt nhé. Xem ra Mộ Vân Tề vì muốn có được nàng thực sự rất chu đáo. Nàng cảm thấy thế nào? Đôi lúc cũng có chút đau đầu. May thay có hoàng hồn đan. Sao chàng lại biết? Hôm đó chỉ có sấm mà không mưa. Khi ở U Châu, khi rảnh rỗi ta thường thích quan sát thiên, cứ như vậy sẽ đoán được. Đúng rồi, Mộ Vân Tề nhiều năm như vậy cấu kết với nhiều trung thần trong triều, kết bè phái cho mình, ta đã sắp xếp xong rồi. Nàng có muốn đến xem không? Vậy nên chàng đã lên kế hoạch từ sớm rồi. Đúng. Nhưng hôm đó những gì ta nói trong lao, ngày hôm đó ở trong lao không nói gì cả. Vậy nên tiếp theo đây có phải nên đi tìm chứng cứ không? Đúng. Ta tính sẽ tự mình đi tìm, không được, quá nguy hiểm. Nàng đang lo lắng cho ta sao? Vẫn nên để ta đi xem đi. Ta ở Đông Cung cũng lâu, ta khá thân thuộc với nơi đó. Hơn ca, ta thật sự không thể để nàng mạo hiểm nữa. Mối thù của Lăng Gia đương nhiên là để ta báo. Chỉ cần có thể báo thù này, mạo hiểm thế nào ta cũng không sao. Được thôi, nhưng ta phải đi cùng nàng. Đây là giới hạn cuối cùng rồi. Vậy ngày hôm đó trong nhà lao nói kiếp ta vẫn chưa đồng ý mà. Ai vậy? Cửu đệ, Linh Nhi, hai người sao lại đến đây? Điện hạ, thật ra Linh Nhi muốn đến mượn của người một bức tranh. Linh Nhi cũng thích ngắm tranh. Từ sau chuyện lần trước, gia phụ sợ ta lại gây rắc rối cho điện hạ, cũng không cho ta ra ngoài nữa. Thực ra gần đây Linh Nhi muốn xem một bức tranh, tìm khắp kinh thành mà không tìm ra. Vừa hay nghe vương gia nói chỗ điện hạ có, vì vậy nghĩ rằng có thể nào đến đây xem cửu đệ à? Vẫn là để linh thông. Bản cung biết rồi, ta lấy cho cô. Là bắp này đúng không? Cảm tạ điện hạ. Mua không? Cầm về xem đi. Nhưng mà, nhưng ta muốn xem bây giờ. Nếu bây giờ Linh Nhi muốn xem, vậy thì xem ở đây đi, vừa hay. Bổn cung có chút việc, đi một lúc rồi về. Đa tạ điện hạ, điện hạ cứ đi đi ạ. Linh Nhi, Đông giữa các tỉnh và các bộ của Đông Cung vậy mà lại có nhiều khoản đen. Bộ Vân Tề thật sự tham lam. Vậy chúng ta đi đến tỉnh Thượng Phụ thôi. Linh Nhi, chuyện của Lăng gia có một số chuyện nghi vọng năng có thể hiểu. Ta hiểu. Dù sao thì không thể nào chống lại thánh thượng.
Sao vậy? À, không sao. Chúng ta đem cái này sau này sẽ dùng đến. Cửu đệ. Cửu đệ. Hoàng huynh, sao huynh vào mà không nói lời nào? Cửu đệ, Linh Nhi đây sắp qua cửa luôn rồi, đệ đã đợi không nổi rồi sao? Điện hạ, người phải làm chủ cho ta, chàng ấy lúc nào cũng tùy tiện như vậy. Linh Nhi đừng giận nữa được không? Tức giận sẽ không sinh nữa. Vừa rồi thấy bước chân vội vã của điện hạ, có chuyện gì sao? Không có gì. Chân Nhi quay về phủ Hữu thừa tướng, ta đi tiễn nàng ấy. Đúng rồi. Bức tranh nhìn đẹp chứ? Rất đẹp. Ta thấy điện hạ ở đây có rất nhiều tranh. Sau này Linh Nhi có thể thường xuyên đến đây mượn tranh không? Đương nhiên là được. Gần đây bổn cung bận việc triều chính, không thể để ý cô. Đừng trách ta nhé. Điện hạ lo lắng cho sao Linh Nhi lại trách người chứ? Vẫn là thái tử điện hạ chú ý giữ gìn thân thể. Vậy hoàng huynh bận rộn công vụ, ta và Linh Nhi không làm phiền huynh nữa. Đợi một chút. Linh Nhi, tranh. Từ chân. Nàng đừng trách ta. Vừa rồi dọa chết ta rồi, còn nghĩ rằng bị phát hiện rồi. Ta nghe nói đây là dâm loạn hậu cung, là bị chém đầu đó. Ngươi có phải là não lợn không vậy? Cũng không phải là bắt ngươi làm loạn hậu cung của bệ hạ. Ngươi yên tâm, đây đều là thái tử điện hạ phân phó, ngươi chỉ cần làm là được rồi. Dạ tạ công công, con ta được cứu rồi. Mộ Vân Tề đúng là tên khốn trăm năm hiếm gặp. Nam nhân các ngươi đều như nhau, ta làm sao? Chàng nói làm sao vậy? Vừa rồi tại thư phòng của hắn chàng đã làm gì với đó? Không phải là giả vờ để Mộ Vân Tề xem? Nếu không kịp thì chàng. Mộ Vân Tề cũng không ngốc. Được rồi, được rồi, ta sai rồi. Lưu manh. Linh Nhi, sao cô lại ở đây? Cửu đệ đâu? Thỉnh an điện hạ. Bệ hạ nói muốn định lại ngày thành hôn cho ta và vương gia. Vương gia vào trước rồi, bảo ta đứng đây đợi. Bức tranh lần trước, cảm tạ điện hạ. Thái tử điện hạ đi vào rất đúng lúc. Linh Nhi thông minh như vậy. Cô nói xem, bổn cung đi vào có tốt không? Chuyện của nương nương, Linh Nhi có nghe qua rồi. Thái tử điện hạ, trên đời này khó cứu nhất chính là lòng người. Điện hạ lần này cũng là trọng họa có phúc. Sau này chắc chắn sẽ gặp được người trong tương lai. Ta cũng không ngờ được rằng Chân Nhi là người như vậy. Thời điểm này, điện hạ cũng đừng suy nghĩ quá nhiều. Thái tử điện hạ cũng đến tìm bệ hạ sao? Phụ hoàng sai người tìm, nói có việc gấp tìm ta, không biết có chuyện gì. Linh Nhi, nếu đã gặp nàng ở đây, ta có vài lời muốn nói với cô. Điện hạ có điều gì muốn nói với ta? Linh Nhi, nàng làm thái tử phi của ta được không? Ta biết có hơi đường đột khi nói điều này, nhưng ta thực sự thích nàng. Trước đây là Chân Nhi chắn giữa hai chúng ta, hiện tại giữa chúng ta không còn nàng ấy rồi. Chúng ta có thể ở bên nhau rồi đúng không? Nàng yên tâm, thứ nàng muốn có, thứ nàng thích, ta đều có thể cho nàng. Điện hạ, ta và vương gia đã có hôn ước do bệ hạ ban hạ như thế này, chẳng phải không phải như vậy? Linh Nhi, chỉ cần nàng đồng ý, phụ hoàng ta có cách. Mùi theo cửu đệ sẽ không có tương lai đâu. Ta có cao nhân giúp đỡ, chúng ta nhất định sẽ có một tương lai tươi đẹp.
tin ta. Lời hứa của điện hạ đáng tin không? Ta giữ lời hứa rồi. Còn người, hoàng huynh, phụ hoàng gọi huynh, Linh Nhi nàng cũng vào.太子，你干得好事！父皇，儿臣不知道这是什么。不知道，真是太巧了。朕也不知道。东宫里还有另外一个朝廷。莫问题，你在政治的朝堂里玩得太好了。父皇，儿臣只是想为您分忧。这账本。 定是居心叵测之人所为，想要将儿臣从这朝堂之上踩下去。咦，国公啦，老葛，老葛有心事吗？ 儿臣不是这样。父皇，这账本和信件是儿臣无意间把一本带进下密室的。只是其中内容实在太过骇人听闻，因此还要拿了其中一本来查。父皇，单凭一本账本就定谋公首。 có phải là hơi vội vàng rồi không? Lý Cửu Linh bị giam giữ được gọi đến. Dư thượng thư của Đông Cung vì lợi ích cá nhân, tham ô, phủ bại, trọng trọng, giết chết, thể trận rút săn. Còn muốn nói gì nữa? Nếu không phải lão Cửu giữ mặt mũi cho con, bây giờ con đã sớm ở trong tử lao rồi. Lấy ra, đem hết những thứ trong túi quần cung trở về đây. Các ngươi nghĩ rằng mình rất thông minh sao? Ta nói với các ngươi, họ đã đến rồi, họ sẽ cứu ta ra. Các ngươi chạy không thoát đâu. Cô là Lăng Văn Ca đúng không? Từ đầu ta nên nghe lời họ giết cô. Có điều đừng vui mừng quá sớm, cô cũng không sống được lâu đâu. Thái tử điện hạ cứ đùa, ta sao có thể là Lăng Vân Ca chứ? Có điều những chuyện này đều không quan trọng. Thái tử điện hạ vẫn là suy nghĩ kỹ lại đi, tại sao không đáp ứng được kỳ vọng của bệ hạ? Suy nghĩ lại. Cô bảo ta suy nghĩ lại. Người đâu? Đem tên điên này ra ngoài cho ta. Tống vào đại lao chờ phán xét. Họ nhất định đến cứu ta ra. Mấy người các ngươi không ai sống nổi đâu. Không người nào sống nổi. Linh Nhi, điều cần nói trẫm đã nói rồi. Hai người bọn con, mau chóng tiến hành hôn lễ đi. Chàng thân là hoàng tử, kỹ năng bay qua mái nhà vượt tường này cũng tốt đó. Nàng đón xem ta đem gì đến cho nàng. Làm ơn đừng tặng ta vòng tay hay dây chuyền ngọc bích nữa. Có thể đem đến thứ gì đó thực dụng lần này, chắc chắn đủ thực tế.
nàng uống chậm một chút, cũng không có ai dành với nàng. Sảng khoái. Chàng có biết là cảm giác uống rượu ăn thịt trong doanh trại tuyệt vời thế nào không? Chỉ tiếc là những việc này chỉ là quá khứ thôi. Chàng nói xem, lời nói của Mộ Vân Tề ngày hôm đó là có ý gì? Tại sao lại không thể sống lâu? Hoàng cố chống cự, chỉ là lừa gạt thôi. Ai cũng muốn cắn một miếng, còn tỏ ra mình rất giỏi. Chàng thực sự nghĩ vậy sao? Thật. Kể từ ngày hôm đó nhìn thấy đồ cũ lăng gia trong căn phòng đó của Mộ, ta luôn có một loại cảm giác. Thôi vậy, Vân ca, tuy là Mộ Vân Tề đang ở trong đại mà nỗi oan của lăng gia vẫn chữa được rửa sạch, nàng đợi thêm một chút, ta nhất định điều tra rõ ràng. Chuyện của lăng gia mặc dù đã được Mộ Vân Tề lên kế hoạch, nhưng cũng có liên quan đến thánh thượng. Nếu như thực sự muốn giúp ta, tất cả những thứ hiện tại chàng có sẽ trở nên vô nghĩa. Ta đã nói rồi, nếu như không có nàng, thiên hà này đối với ta không có ý nghĩa gì cả. Đã lớn như vậy rồi, đừng nói những lời ngốc nghếch như vậy. Vậy ta nói thêm một lời ngốc nghếch nữa. Là gì? Ta muốn cưới nàng. Vân ca, từ ngày hôm đó từ Thiên Lao ta đã nghĩ rất lâu. Ta là người rất giỏi tính toán, nhưng từ ngày hôm đó mỗi một câu nói là thật lòng. Ta biết ta không nên nói một cách trực tiếp với nàng như vậy. Ta cũng biết vết thương trên người nàng vẫn chưa o bình phục, nhưng mà ta thực sự không muốn rời xa nàng nữa. Vân ca, nàng lấy ta nhé. Nàng lấy ta nhé. Nàng lấy ta nhé. Nàng lấy ta nhé.